Màn thể hiện của Gap ở Hachinose không thể so sánh được với đầu trắng ở Marineford. Chuyện gì đã xảy ra? Kết thúc trận chiến Marineford, người dẫn chuyện đã tuyên bố rằng tuy đã chết, cơ thể của ông không hề gục ngã. Dù đã mất đi một nửa khuôn mặt, ông vẫn tiếp tục chém gục kẻ địch. Người đàn ông đó quả thật là một quái vật. Trong trận chiến này, ông bị chém 267 lần, cơ thể của ông bị trúng ít nhất là 562 viên đạn, ông bị trúng 46 phát pháo đại bác. Chiến tích cho niềm tự hào của ông là trên tấm lưng này, suốt cả quãng đời hải tặc của mình không hề có một vết thương do quay đầu bỏ chạy. Hiện ngang đứng giữa chiến trường, vô vàn vết thương do kiếm đâm trực tiếp vào cơ thể. Nhưng từ khởi đầu, người đàn ông này đã lĩnh phải một kiếm xuyên ngực do Akainu lợi dụng squat. Người ta bảo rằng râu trắng không sử dụng được haki tại trận chiến thượng đỉnh là do tuổi tác và bệnh tật, mà thật ra haki của bố già chỉ là bị suy yếu. Vì những gì trước tham skip mô tả về haki không rõ ràng, chính tác giả Oda cũng đã lên tiếng thêm vào màu đen cho quá trình cường hóa để dễ dàng nhìn thấy haki. Chứ thực chất thì đây là một loại sức mạnh vô hình, không hề có sự nhận diện về haki bằng mắt thường. Râu trắng không sử dụng được haki thì làm sao có thể tấn công chúng được một người ăn trái quỷ hệ Logia như Akainu, đúng không nào? Gáp ở trận chiến Hachinose này đã nhận lấy những tổn thương gì và những hành động của Gáp khiến người xem buồn bã, thất vọng là sao? Video này chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá một khía cạnh khác. Và mình đã nhận được một phản hồi vô cùng tích cực từ bạn Phạm Văn Trưởng với những nhận định vô cùng xác thật. Mình muốn chia sẻ đến các bạn một góc nhìn khác. Video này chúng ta sẽ nhìn thấy toàn diện hơn về sức mạnh của Gáp, người đang được so sánh không vượt qua được râu trắng. Bởi vì so với hầu hết những nhân vật mạnh mẽ trong One Piece, hiếm có một kẻ nào vượt qua được sức mạnh của một huyền thoại như ông. Chỉ là chúng ta sẽ phân tích tổng cảnh chiến trận thương tích để dẫn đến thất bại của Gáp so sánh với những gì mà râu trắng đã trải qua để chứng minh việc Oda xác nhận râu trắng mới là người đàn ông mạnh nhất trên thế giới chứ không phải là Gáp. Trước khi vào video này, hy vọng anh em sẽ không quên like video và subscribe kênh để giúp bằng hải tặc của chúng ta để có mốc 100.000 thành viên gia nhập bạn nha. Cảm ơn tất cả anh em rất nhiều. Đầu tiên, chúng ta sẽ nói về tiền chi nã. Theo cung cấp của bọn Lola, bằng hải tặc râu đen ở Hachinose, kế đầu của Gáp được trao thưởng là 3 tỷ berry với hội tập tự. Bất cứ ai giết được Gáp và giao nộp cái đầu của ông sẽ chính thức nhận ngay 3 tỷ berry mà không cần phải bàn cãi. Đây là giá trị chưa tính đến phần hào hụt khác. Vì hội thập tự là tổ chức trung gian, họ sẽ nhận tiền từ thế giới ngầm và trả cho những xét thủ đột mạng hải quân. Chắc chắn hội thập tự sẽ hưởng một mức chênh lệch nhất định. Với cái đầu của Gáp là 3 tỷ thì đâu đó cũng sẽ hưởng được một khoản hậu hĩnh ít nhất là 500 triệu chẳng hạn. Thì giá trị thật cho tiền chi nã của Gáp sẽ là đâu đó 3,5 tỷ berry. Tuy nhiên thì điều này không hề được tác giả Oda đề cập, mà chỉ xác nhận Gáp bị chi nã thẳng là 3 tỷ berry bằng với giá trị treo thưởng của một đô đốc hải quân, tức là Gáp sẽ bằng khỉ vàng, hổ tím và bò lục. Nhưng khi chúng ta mang số tiền này ra để so sánh với râu trắng thì lại là một câu chuyện rất khác biệt. Râu trắng bị chi nã là 5 tỷ 046 triệu berry với danh hiệu là một tứ hoàng. Râu trắng chưa hề đặt chân đến Lucktail để trở thành vua hải tặc sau cái chết của Roger, nhưng tiền chi nã đánh dấu cấp độ nguy hiểm của nhân vật này chỉ sau Roger trong kỷ nguyên hải tặc từ trước đến nay, trên là so với Gáp là trên 2 tỷ berry. Dĩ nhiên tiền chi nã không đánh giá chính xác về cấp độ sức mạnh của một nhân vật trong One Piece, nhưng nó là một phần khẳng định thực lực và mức độ nguy hiểm của một nhân vật. Như Luffy, Kid hay Law, họ là những người có mức tiền thưởng ngang bằng với Gáp sau khi hai được hai tứ hoàng. Nhưng để nói về sức mạnh solo thì Gáp vượt xa mỗi cá nhân bọn họ. Sau mức tiền chi nã, chúng ta sẽ cùng đánh giá về những gì mà tứ hoàng râu trắng đã trải qua tại trận chiến Marineford so với Gáp tại Hachinose. Mới đầu trận chiến, râu trắng đã dính ngay một cú đâm trực diện từ Squat. Đánh giá về cấp độ sức mạnh thì Squat không thể so sánh được với Shearer, nhưng mức độ tổn thương là dường như cũng ngang bằng với nhau. Cả hai cú đâm đều xuyên qua bụng hay là phần ngực. Thanh kiếm cũng được rút ra, với thương tích của Gáp thì nặng nề hơn. Khi Shearer tung cú đâm thì Gáp đã di chuyển để đẩy Kobe, nên vết thương sẽ nghiêm trọng do tốc độ. Cùng với đó, Gáp đã vung tay lên cao để có thể vận khí và đấm Shearer, vô tình khiến thanh kiếm dịch chuyển trong cơ thể. Kèm theo đó, cú ngã của Shearer để làm nghiêm trọng hơn vết thương. Hắn cũng tuốt kiếm ra khỏi cơ thể của Gáp giống như Squat. Và đánh giá về mức độ xét thường thì Gáp bị tổn thương nặng nề hơn so với râu trắng. Dù vậy thì cả hai cũng đã bị thương theo những gì được nhìn thấy. Trước khi diễn đòn, chúng ta nhìn thấy Gáp đang đấm rất nhiều chỉ huy trong băng râu đen ở Hachinose. Một mình thì ông nội chống chọi với một lượng lớn kẻ địch vô cùng đáng sợ, trong khi những thành viên tổ chức SWORD đều hầu như đã rút về tàu, ngoại trừ Kobe, Rod và Hemebo. Nghĩ là trước khi bị thương thì Gáp đã dùng rất nhiều sức mạnh, thể lực cũng sẽ giảm rất nhiều. Còn tứ hoàng râu trắng thì không tiêu hao quá nhiều thể lực trước khi bị Squat đâm kiếm. Bố già đứng quan sát tình hình chiến trận mà chưa bùng sức lực, nên vẫn còn đủ thể lực để chống trả lại vết thương. Vì vậy nếu so sánh về vết thương thì cả hai đều dính đòn khá giống nhau, nhưng Gáp trải qua một tình trạng sức chịu đựng yếu hơn râu trắng rất nhiều. Không thể nhận định chỉ qua một cú đâm tương tự mà lại so sánh Gáp thua râu trắng. Nhưng ở giai đoạn tiếp theo thì chúng ta mới có thể bắt đầu so sánh. Gáp sau đó vận haki để tiếp tục giao chiến với Kuzan. Đây là đòn thứ hai mà ông đã nhận lấy trong trận chiến này. Một cú đấm với sức mạnh không khác gì cú đấm của Gáp. Một cú đấm được cho là có thể xuyên tám ngọn núi như lúc Gáp luyện tập để đấm cái đầu mũi khoan của đồng trình rào. Dính đòn này đã khiến cho Gáp bị hất văng ra, cơ thể của ông bắt đầu kiệt sức và nằm lơi trên mặt đất. Đây là cái điều khiến người xem thất vọng về thầy ông nội khi so sánh với râu trắng. Bởi vì trong suốt trận chiến đến cái chết, vị tứ hoàng này chưa từng ngã trên chiến trường, một quái vật bất khuất thật sự. Trở lại với thương tích của râu trắng, chúng ta nhìn thấy được sau khi bị dính đòn của Squat, ông đã bắt đầu bung sức của mình để chiến đấu.
Đầu tiên là ông hạ một phó đô đốc người khổng lồ được đánh giá rất mạnh, vì một người khổng lồ có sức mạnh thể chất gấp nhiều lần một con người bình thường. Tiếp đến dùng năng lực của trái quỷ Gura phá hủy hầu như toàn bộ địa hình ở Merefort. Đây có thể được xem là một điểm cộng cho sức mạnh của đôi trắng khi sức mạnh trái quỷ này được xem là mạnh nhất hệ Paramecia, có thể phá hủy cả thế giới. Cùng với Gap thì ông không thể làm được điều đó, chỉ đủ để có thể phá vỡ được một phần thị trấn ở Hachinosu như đã thấy thông qua cú đấm Galaxy Impact. Gap và đôi trắng đều dính đòn Eyeball của Kuzan, nhưng tất cả đều phá giải được một cách dễ dàng. Kuzan vẫn không đủ trình để có thể chơi trực diện được với cả hai người. Nhưng lúc phá băng thì Gap vẫn còn ngon lành, còn đôi trắng thì đã bị thương. Và bù qua sức lại thì chúng ta cũng thấy được sự cân bằng từ Gap và Râu Trắng đến giai đoạn cuộc chiến bắt đầu được đẩy lên cao trào. Chapter 568, Râu Trắng đã khị gối vì vết thương do Squat đâm bắt đầu phát huy sự đau đớn của nó. Chính vì điều này đã khiến ông lĩnh ngay một cú đấm chí mạng từ Akainu. Oda cho biết, cú đấm từ trái quỷ mắt ma của Akainu là cú đấm mạnh nhất trong One Piece. Nó đã xuyên thủng qua lồng ngực của bố già để thiêu đốt một phần nội tạng của ông, đúng ngay vết thương mà Squat đã đâm trước đó. Tiếp đến, hàng loạt hải quân lao lên đâm kiếm và chém vô số nhát vào người của Râu Trắng, khiến cho nỗi đau đớn ấy lại gia tăng thêm đáng kể. Dù vậy bố già vẫn không chịu khuất phục và đánh bại hết tất cả những tên hải quân ăn hồi. Một thời gian ngắn càng quét chiến trường, tứ hoàng Râu Trắng bị Kizaru dùng tia laser bắn xuyên cơ thể và xuyên bắp tay của ông sau khi mà chứng kiến cái chết của Ace. Hàng loạt thương tổn bị gây ra bởi cấp độ của một đô đốc, nó đủ để có thể sánh ngang với Seru thông qua một cú đâm. Chưa dừng lại ở đó, tứ hoàng Râu Trắng đã bị Akainu dùng nắm đấm phá hủy một phần đầu, vết thương này được xem là còn nghiêm trọng hơn cả chí mạng. Thử hỏi ai đủ sức để có thể chống chịu ngoại trừ Râu Trắng. Dù dính thương tích đó, bố già vẫn tung đấm về phía của Akainu. Hàng loạt đòn tấn công khiến cho vị cựu đô đốc này không thể nào phản kháng dù với thể trạng khỏe mạnh nhất. Một combo chấn động hủy diệt khiến Akainu trở nên bất động, từ một kẻ khỏe mạnh lại trở thành một kẻ không đủ sức để có thể bám vào những vết nứt từ mặt đất, mà còn bị ném vào trong rạn nứt đó và loại bỏ khỏi chiến trường. Râu Trắng lại tiếp tục dính đòn từ Râu Đen khi mà hắn xuất hiện, tấn công bằng chạy bóng tối, liên tục bị thương nhưng bố già vẫn cho Râu Đen một cú chí tử, tưởng chừng như chỉ trong vài giây tiếp theo, Râu Đen sẽ chấm dứt cuộc chơi. Nào ngờ đó là lúc giới hạn Râu Trắng bị phá vỡ, cơ thể của ông trở nên bất động và bị cả băng Râu Đen xúm lại giết chết. Cả một bầy mới có thể giết được Râu Trắng tại Merefort. Cộng dồn với vết thương đã thấy thì quả thật Râu Trắng mới là một quái vật thật sự theo những gì mà người ta nhắc đến. Cả trong khi chết ông vẫn không hề gục ngã. Người đàn ông này không bao giờ quay lưng với kẻ thù để chứng tỏ được Râu Trắng vĩ đại đến thế nào. Thì với Gap ở Hachinosu, những người xem sẽ không thích cách mà một huyền thoại như Gap bị hạ ở đây, chỉ với hai đòn là từ Suru và Kuzan. Nó không đủ thuyết phục với chứng minh Gap là một quái vật mà sức mạnh sánh ngang vua hải tặc Roger thời kỳ đỉnh cao, trong khi Râu Trắng và Roger là solo ngang cơ bất phần thắng bại. Từ đó dẫn đến sự thất vọng thật sự trong màn trình diễn của Gap trước việc ông nhận thất bại đầu tiên từ khi xuất hiện cho đến tận hiện tại. Hai đòn lần gục ngã, nằm lơ trên mặt đất và bất lực với tình huống tiếp theo. Khi Avalo Bizarro chuẩn bị sử dụng năng lực trái quỷ phá hủy con tàu của ông, nơi có những người lính hải quân trẻ tuổi mà ông gọi là tương lai, cùng với những tù nhân vô tội đang ở đó, Gap không đủ sức để có thể làm gì khác. Khi băng Râu Đen chỉ gồm 5 chỉ huy, Gap hạ được 3 và còn lại 2 tên vẫn đủ sức để bắt những người vừa thoát ra. Cả những người đến giải cứu trong tổ chức SWORD cũng chịu chung cảnh ngộ thảm khốc. Một màn trình diễn thất bại toàn tập của Gap, không một ai nữa ở đây có thể thay đổi được cục diện chiến trận, ngoại trừ sự xuất hiện của một nhân vật mới như là Sengoku, Chiru hay đáng mong đợi nhất là Akainu, người từng bị Gap đe dọa đấm cho nằm một cục tại Merefort. Nhưng dù vậy thì chúng ta cũng không thể không nhắc đến vấn đề tuổi tác của Gap. Ông tham gia cuộc chiến này ở độ tuổi 78, còn Râu Trắng là 72 tuổi với một số bệnh tật ở trong người. 78 tuổi không phải là một con số nhỏ, và chúng ta sẽ căn cứ vào đó để biện minh cho việc Gap không còn ở thời hoàng kim nữa, quá xa với thời kỳ đẳng cấp làm nên lịch sử. Chính Oda cũng đã nhắc rất nhiều lần về sức mạnh của Gap khi mà ông đếm những quả đại bác hay khi tung đồn Galaxy Impact ở Hachinosu. Dựa vào hai màn trình diễn này thì chúng ta thấy được Râu Trắng xứng đáng với danh hiệu người đàn ông mạnh nhất trên thế giới, chứ không phải là Gap.